Nếu anh chị đang muốn một cái mảnh đất mà nó khá rộng một xíu, cộng thêm là nó ven, rất ven Phan Thiết để đi vào nội thành nó nhanh, và có sẵn một phần thổ cư để anh chị có thể xây nhà, thì đây chính là mảnh đất anh chị đang tìm kiếm. Hello, xin chào tất cả các anh chị quay trở lại kênh của Hiệp. Thì hôm nay Hiệp sẽ chia sẻ với anh chị một cái lô đất 5 sào 355 m². Ở trong đó là có 300 m² thổ cư sẵn rồi, và cái khuôn đất hôm nay nó rất là vuông vắn, có thể hiện đường và cả mương ở trên sổ. Vị trí ở đây là cái đường bê tông, anh chị sẽ đi khoảng mấy trăm mét đường bê tông, và có thêm một chút xíu cách một lô khoảng cho là 35 m đi, cái đường sỏi như thế này để anh chị đi vào đất. Ở đây thì anh quan sát một xíu thì mình sẽ thấy là có điện. Đây, ở ngoài này cũng có điện, và đây là cái con đường để trước khi rẽ vào đất. Thì cái đường bê tông này đi thẳng hướng ra khoảng 900 m là anh chị sẽ có cái đường nhựa và đi về thành phố Phan Thiết, chỉ thêm 8 km nữa thôi nha. Lát nữa Hiệp sẽ dùng Google Map để chia sẻ cho rõ. Còn bây giờ anh chị hãy tiến vào trong đất để xem là trong đất nó có cái gì, hình thù thực trạng của lô đất nó như thế nào. Và Hiệp xin nhắc lại là Hàm Liêm, nó thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, và vị trí Hàm Liêm á, thì nó liền kề, nó giáp ranh với lại thành phố Phan Thiết, bởi vì Phan Thiết mà bước ra là phải gặp Hàm Liêm hoặc là Hàm Thắng liền. Thì đây là những cái xã nó sát bên Phan Thiết hiện tại, còn đương nhiên vài bữa nó Phan Thiết mà mở rộng nữa thì nó sẽ càng sát hơn nữa, là ngay mép ranh luôn. Còn thực trạng ngày hôm nay là một cái lô đất, cái con đường sỏi này đi, thì thực ra là cái con đường sỏi như vậy nó có hiển thị trên đường hẳn hoi, nhưng mà do cái hộ dân ở trong này chỉ có cái hộ làm nông nghiệp ở ngoài này, và cái hộ đang bán ở trong là hai hộ thôi, cho nên cuối cùng là cái con đường này nhìn nó dơ và nó không được tu bổ. Còn đây là trước cái mảnh đất để nhìn vào trong nhà, và bên hông mảnh đất nó có con mương, và con mương này nó không to nhưng nó có nước quanh năm để mình có thể làm nông nghiệp, hoặc là sau này mình làm nhà vườn hay làm bất cứ thứ gì thì mình sẽ có phần nước này để mình làm việc rất là dễ nha anh chị. Và ở trong đất thì có một cái nhà cấp 4, tuy là khá cũ rồi nhưng mà mình vẫn có thể tái sử dụng được nếu anh chị muốn. Trong tất cả các video, Hiệp luôn cố gắng chia sẻ cái thực trạng một cách nó rõ nhất. Và đương nhiên càng chia sẻ kỹ thì cũng sẽ nhìn thấy những cái ưu điểm và khuyết điểm nó kèm. Và đó là cái cách mà Hiệp muốn mọi người hãy cùng nhìn nhận một cái mảnh đất nó có những ưu và khuyết nào, để mình có thể là có ra quyết định được hay không, mình có nên quan tâm cái mảnh đất này hay không. Chứ không phải là chỉ show ra những ưu điểm và không có đề cập đến những cái khuyết điểm. Đây hiện trạng thực của lô đất anh chị. Nhưng mà có một điều Hiệp rất thích ở cái lô đất này á, ngoài việc là anh chị thấy là có điện vào ngay cái mép hàng rào đất này nè, có mương bao xung quanh, thì cái nền đất này nó bằng phẳng. Nhưng cái điều này nó vẫn cực kỳ gây ấn tượng đối với Hiệp, đó là cái khuôn đất nó rất là vuông vắn anh chị. Cái đường xá thì hiện trạng do ít người đi, mình không có thấy nó hình thành rõ con đường, nhưng trên bản đồ và ở trên sổ đỏ nó có hiển thị đường và rất vuông. Đây là một cái điểm cộng rất là lớn, bởi vì như anh chị biết là 5-6 sào, tức là 5-6 ngàn m², nó rộng lắm, nhìn thế nó rộng, cực kỳ rộng, và mà nó vuông vắn và phẳng phiu như này là ít có, là ít có, công nhận mà nói là ít có. Cái nền, anh chị thấy cái nền nó rất là thẳng thớm. Và phía sau cái nhà này thì có cái nhà dân. Ở đây là cái khu vực cũng dân cư vẫn ở bình thường anh chị, xung quanh là vẫn ở bình thường nhưng mà nó không có san sát. Rồi bên hông cũng có nhà dân nè, điện đóm tùm lum. Thì mình cứ để ý dây điện, nhiều lúc mình không nhìn thấy nhà, không nhìn thấy rõ, nhưng mà mình thấy dây điện nhiều là mình nghi là phải có nhà dân. Mà nhà dân càng đông thì cái lợi thế nó càng cao, rồi có hàng xóm chia sẻ rồi coi ngó lẫn nhau, nói chung là nó sẽ có cái lợi anh chị. Còn xét về mốc giới thì đây có mốc giới, nó cũng rõ ràng, mốc giới rõ ràng hết rồi nha anh chị. Thực ra là cái con đường nó hiển thị đến đây, hiển thị đến cuối đất luôn á, hiển thị đến cuối đất luôn. Và ở trong thì bà con cũng chỉ đi làm nông nghiệp thôi, rồi cho nên là không có xe cộ ra vào quá thường xuyên, như cây cỏ nó xấu. Rồi nếu là Hiệp thì Hiệp sẽ gom một số người lại, hoặc là mình tự, nếu không nhiều thì mình có thể tự bỏ tiền để làm cái con đường nó rộng rãi, nó sạch sẽ. Thì đó là một cái điểm cộng của lô đất này, nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Còn ở bên trong đất cũng sẽ có một cái ao bé bé nha anh chị, cái ao bé bé để có thể trữ nước cho quá trình mình làm nông nghiệp. Còn đây có vẻ là cái đoạn dơ nhất của lô đất đây nè, cây cối tùm nè, rồi xong cái ao nữa. Anh chị sẽ nhìn thấy cái ao là nó có bèo, có rau muống, rồi cái kiểu nói chung là nhìn nó khá là tùm cái đoạn này.
nhưng mà nó có nước, do có nước vào mùa mưa đó. Cái bối cảnh chỗ này thì nhìn nó hơi dơ một xíu, ra mà nói thì Hiệp không nhìn cái thấy cái dơ này nó là rào cản của mình, bởi vì mình có thể thuê xe vào, họ sẽ xử lý cho mình rất là nhanh và nó đẹp. Mấy cái ao họ sẽ nạo vét chút xíu thôi là xong, nhưng mà nó đối với một số anh chị thì đây là một cái rào cản, đây là một cái thứ mà nhìn nó không có sạch đẹp, nó tạo cái cảm xúc không có tốt. Tuy nhiên thì đó, như từ đầu video Hiệp chia sẻ với anh chị rồi, đây là cái cách và Hiệp làm. Cái cách Hiệp làm là không có muốn mình chỉ show những phần tốt đẹp, mình cứ show ra một cách công khai minh bạch. Và người ta có nói một cái câu là đỉnh cao của sự giả tạo đó là chân thật, đỉnh cao của sự gian dối cũng là nói thật anh chị. Mọi thứ là mình nên thật, sòng phẳng, rõ ràng với nhau và nó sẽ bền anh chị. Cái gì nó xuất phát từ bên trong, xuất phát từ cái thật thì nó mới bền, còn xuất phát từ cái mà giấu giếm rồi làm màu hoặc kỹ thuật thì nó không bao giờ bền được. Một người muốn xây dựng doanh nghiệp của mình một cách nó bền vững thì Hiệp phải là người chủ động, Hiệp phải là người yêu cầu và thực hiện cái việc công khai, minh bạch và sống tử tế thì nhân viên mới làm theo được. Và đây là cái phương châm, đây là cái văn hóa của công ty Hiệp. Hiệp hay lòng những cái chia sẻ anh chị, những cái chia sẻ nó mang tính chất cá nhân, nó chia sẻ mang cái xu hướng, cái cách thức làm việc của mình, và cùng lúc là truyền tải các cái hình ảnh để cho anh chị xem. Cho nên một số anh chị có thể là chỉ muốn nói về cái sản phẩm này thì sản phẩm này đơn giản, đầu video Hiệp cập nhật nó như vậy thôi anh chị, và cập nhật và giá. Hoặc là anh chị muốn xem nó nhanh, nó ngắn á, một là anh chị có thể vào fanpage Người Tốt Bán Đất thì sẽ có rất nhiều sản phẩm, chứ không chỉ một sản phẩm một ngày. Hiệp cập nhật rất nhiều sản phẩm lên đó, anh chị xem coi cái nào mà nó hợp lý thì anh chị có thể liên lạc để được bổ sung thêm, hoặc anh chị tìm kiếm video để xem thêm nó rõ hơn. Hoặc anh chị có thể xem video short hoặc là video ngắn của Hiệp á, ở trong kênh đều có các cái video ngắn. Còn anh chị nếu có thời gian mà muốn xem kỹ hơn, muốn xói sâu hơn thì xem cái video dài, thì có rất là nhiều sự lựa chọn cho anh chị nha. Và đây là cái thực trạng đó anh chị. Bây giờ là đang có mùa mưa, cây cối, mà cái này Hiệp thấy sẽ tiết kiệm một phần kha khá, đó là phần làm nền, làm đồ, không phải tốn cái chi phí. Với gần 5,5 triệu như thế này mà làm nền làm đồ thì cũng hơi bị nhiều nha. Nhưng mà ở đây là nó bằng phẳng phẳng phiêu và không có bị lởm chà lởm chởm. Đây một điểm cộng Hiệp cũng đánh giá nó sẽ tiết kiệm cho nhà đầu tư khá là nhiều. Còn cái phần thổ cư 300m là nó nằm ngay chỗ vị trí cái nhà đang cất lên. Nhà đang cất lên hơn chị. Rồi cái mảnh này nè, nó vuông vắn, nó có đường 5 xào 355m2. Ở trong đó là có 300m2 thổ cư sẵn rồi. Và cái khuôn đất hôm nay nó rất là vuông vắn, có thể hiện đường và cả mương ở trên sổ. Và Hiệp xin chia sẻ ngắn về cái phần tách thửa một chút xíu. Là đương nhiên cái phần tách thửa thì các cái địa phương hầu hết, theo Hiệp biết là tất cả các địa phương ở trong nước đều hạn chế hết anh chị. Hạn chế thì không có nghĩa là không tách được, thì nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Một số anh chị là nhắn tin hỏi hoặc là đất có tách được hay không, thì nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố anh chị, không phải là hỏi là có tách được hay không tách được là trả lời ngay được. Có thể là một câu hỏi của mình mà đến 4-5 bộ phận, 4-5 cái đơn vị khác nhau có thể trả lời được cho anh chị, chứ không phải là không. Cho nên là nếu mà hỏi đơn giản một câu là có được hay không thì sẽ không có câu trả lời chính xác, anh chị thông cảm giùm nha. Còn trong những một số trường hợp nó cụ thể chi tiết thì Hiệp mới có thể tư vấn chính xác cho anh chị, và nó còn nhiều yếu tố ở ngoài nữa cho nên không có tiện nói, thì chắc anh chị cũng đã hiểu rồi. Còn đây nè, cái phần cây cối nè, trời ơi mà kinh khủng, là mùa mưa nó lên nhanh lắm, mùa mưa lên nhanh lắm. Hiệp làm nhiều, Hiệp biết một năm đất của Hiệp là phải vệ sinh đến 2 lần, nhưng mà quay đi quay lại là cây nó lên liền nhanh lắm. Mình để như vậy, nhưng mà rõ ràng thì ở đây là nước và chất đất nó tốt thì cây nó mới tùm như vậy. Và đặc biệt chỗ nào có nước nha, có nước và có điện là Hiệp cực kỳ thích luôn. Hai yếu tố đó là nó không thể thiếu, hai yếu tố đó cực kỳ quan trọng. Mà một số anh chị nào mà hay đầu tư chuyên nghiệp rồi sẽ nhìn thấy liền. Và đây cũng là chia sẻ cái kinh nghiệm của Hiệp, giúp cho các anh chị đầu tư có thêm những cái tiêu chí cho mình khi mà lựa chọn những cái lô đất xào, đất mẫu nó hợp lý, nó tốt và nó có công năng sử dụng hiệu quả. Chứ thực ra là chỉ để nói bán thôi, thì nói thông tin sơ sơ thôi thì dễ mau bán hàng anh chị, chứ còn chia sẻ chi tiết thì nó vừa lâu vừa mất công. Một số anh chị còn phàn nàn nữa, nhưng mà anh chị lại có thêm kinh nghiệm thông qua coi cái video dài nha. Còn đây là cái hình ảnh ngay đường nhựa và cái ngã ba đường bê tông rẽ vào. Từ vị trí đường nhựa này, anh chị rẽ theo cái đường bê tông này vào khoảng, Hiệp chưa đo một cách chính xác nhưng chưa đến 1 cây số, thì anh chị sẽ đến cái mảnh đất đây, theo cái con đường này ha anh chị.
và bên hông nó cũng có cái mương để dẫn vào, dẫn nước vào trong đất á. Dẫn nước vào trong đất sẽ theo cái con mương này, và con mương này nó nhỏ, và ở bên hông đất nó cũng có con mương chảy quanh, nó cũng nhỏ như thế này, nó mát mẻ và có nước quanh năm. Con đường nhựa này thì thông đi tất cả các nơi ha anh chị, thẳng trước mặt anh chị cũng đi ra được cái ngõ khác. Còn cái ngõ ngược lại là ngõ này sẽ đi về đến Lotte Mart thì khoảng 8 km thôi, và đến biển cho là 9 km đi. Và bây giờ Hiệp sẽ dùng Google Map để chia sẻ cho anh chị nha. Và đây là những cái hình ảnh chia sẻ Google Map để anh chị biết là cái khoảng cách nó chính xác là bao nhiêu. Nếu lấy Lotte Mart làm chuẩn anh chị, Lotte Mart Phan Thiết đây, thì đi đến mảnh đất là hơn 9 km một xíu. Và hầu hết là chúng ta sẽ đi đường nhựa. Và như anh chị biết rồi là Hàm Liêm là một phần sẽ sát nhập vào thành phố Phan Thiết, cho nên là nó đến đoạn này nè anh chị, đến đoạn này nè, Hiệp zoom nhỏ lại để chia sẻ anh chị là đến đoạn này đang là Phan Thiết nè, thì sắp tới nó sẽ mở rộng ra đến đây. Và ngay sát cái mép của cái mảnh đất này là Phan Thiết sắp tới rồi. Cái thứ hai nữa là với hơn 9 cây một xíu thì anh chị có thể đi đến Lotte một cách nó dễ dàng và thuận lợi ha, vì nó liền kề Phan Thiết rồi và cũng gần biển. Thì đây là một điều kiện rất là thuận lợi, anh chị nhìn thấy gần biển nè, đây rất là điều kiện thuận lợi. Và bãi biển Đồ Dương là bãi biển trung tâm. Rồi quay lại cái chỗ vị trí lô đất thì mọi người sẽ đi có rất là nhiều cái đường đi, nếu đi đến cái mảnh đất này rất là nhiều đường đi khác nhau. Nhưng mà đây là cái con đường, rồi toàn bộ cái đường đi là đến đây là đường nhựa. Và vừa rồi Hiệp có chia sẻ với anh chị là cái video ngay cái đoạn này là có một số nhà cơ sở này nọ cái kiểu để rẽ vào. Đây là cái đường bê tông rẽ vào, cái mương bên cạnh luôn, thể hiện luôn đó, thể hiện con mương bên cạnh luôn. Nơi đi xa là ok được ha anh chị ha. Đây nè, đi khắp các nơi luôn, đi xa lắm được hết. Cái thứ hai nữa là đi vào trong đất thì mình sẽ có nhiều cái ngõ, đi ngõ này qua cũng được thì đi lên đây. Và cái khoảng cách này đi đến đây là đường bê tông thì thêm khoảng mấy trăm mét nữa đi sẽ vào đến mảnh đất. Và như đầu video anh chị thấy là cái đoạn này đoạn bê tông nè, và chỉ có qua một cái đám thanh long thôi là đi thẳng vào trong đất. Còn trên sổ nó sẽ thể hiện đường từ đây đến đây luôn nha, sổ thể hiện đường nó thẳng đến đây nè anh chị nè, cái đường sổ vuông vắn và cái miếng đất này nó cũng vuông vắn nè, cái hình thể của đất nè. Thực ra trước đây là theo cái dấu vết này là Hiệp biết là trước đây người ta đã vệ sinh, rồi, nhưng mà bây giờ là nó cây cỏ nó lên lại ha. Còn cái ao ở đây đó, còn dấu vết đó anh chị. Cái nhà nằm đây là 300 m thổ cư. Rồi tóm lại là hôm nay Hiệp có 5 sào 355 m2 với 300 m thổ cư, còn lại là đất trồng cây. Và mặt tiền nó cũng khá là rộng và vuông vắn. Giá bán của lô đất này là 4 tỷ. Giá bán là lô đất là 4 tỷ nha anh chị. Anh chị quan tâm thì liên lạc với Hiệp để có thể hỗ trợ được anh chị nhiều hơn nếu cần. Rồi Hiệp sẽ kết thúc video này ở đây. Cảm ơn anh chị đã xem. Bye bye. Chúc anh chị một ngày tốt lành và hiệu quả. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha. Tạm biệt.